Ủa em đi đâu vậy Linh Anh? Dạ em được chuyển xuống bộ phận lễ tân á anh. À, ok. Dạ anh cho gọi em ạ. Vì sao em lại chuyển Linh Anh sang cái bộ phận về lễ tân này? Linh Anh đang mang thai và bộ phận nhân sự buộc phải điều bạn ấy đi anh ạ. Các em còn lương tâm của những người làm về nhân sự hay không Trang? Vì sắp tới Linh Anh sẽ nghỉ thai sản và sẽ không có kiếm được lợi nhuận gì cho công ty hết anh. Nếu công ty cũng đối xử với em như vậy thì em nghĩ như thế nào về điều đó? Vậy thì công việc của Linh Anh phải là như thế nào ạ? Em có thể sắp xếp một cái công việc phù hợp cho bạn. Vậy thì bây giờ em phải tuyển thêm người và thêm người thì phải thêm lương anh. Chỉ vì nhân viên mang thai ấy, mà những cái cống hiến của họ trước đây đều đổ sông đều đổ biển. Thì những cái lý do đó anh không thể chấp nhận được. Và anh cũng không thể chấp nhận cái cách mà hành xử của em như vậy được. Dạ em hiểu rồi ạ. Bất kỳ một nhân viên nữ nào mà mang thai thì mình đều gửi cho họ một cái tiền mừng, đó là 5 triệu. Cùng với đó là 12 tháng liên tục, đó là mình sẽ cấp dưỡng cái việc đó là dinh dưỡng cho người phụ nữ mang thai. Chúng ta không giống nhau, mỗi người đều có những bất đồng.